bất chấp lo ngại, cộng hòa dân chủ nhân dân triều tiên có thể đang chuẩn bị thử tên lửa tầm xa. tổng thống donald trump tự tin tuyên bố mỹ sẽ đối phó thành công món quà giáng sinh mà giới chức bình nhưỡng đe dọa tặng. chúng ta sẽ tìm ra điều bất ngờ và đối phó thành công. hãy chờ xem chuyện gì xảy ra. có lẽ đó là món quà tuyệt vời. ông ấy, nhà lãnh đạo kim jong-un gửi tôi một chiếc bình đẹp thay vì một vụ thử tên lửa. tổng thống trump phát biểu trước báo giới tại khu nghỉ dưỡng maalago, mỹ. Triều hiện đứng trước nguy cơ quay trở lại thế đối đầu sau nỗ lực ngoại giao 2 năm qua. Nhà lãnh đạo Kim vào tháng 4 tuyên bố chỉ chờ đợi chính quyền Washington thay đổi lập trường đến cuối năm nay nếu không sẽ chọn hướng đi mới. Thứ trưởng ngoại giao Triều Tiên Ri Thê Song gần đây đe dọa tặng quà Giáng sinh tùy theo lựa chọn của phía Mỹ. Tuyên bố này khá mập mờ nhưng nhà lãnh đạo Kim Jong-un trong năm 2017 từng gọi một vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa là quà tặng gửi đến chính quyền Washington nhân dịp quốc khánh khi hạn chót cuối năm ngày một gần phía trung quốc quốc gia hậu thuẫn cho triều tiên tiếp tục kêu gọi mỹ nhanh chóng thực hiện những bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa thỏa thuận mỹ triều đạt được tại singapore năm ngoái tuần trước trung quốc bắt tay nga đề xuất hội đồng bảo an liên hợp quốc nới lỏng trừng phạt như biện pháp duy trì đối thoại bị mỹ bác bỏ